Hello anh em thân mến của Hà Đề Tộc, người xưa có câu cá không ăn muối cá ươn, Ren không nghe lời nào, trăm đường Ren hư. Hình như có gì đó sai sai. Không sai đâu anh em, để nối tiếp video phần 1, nay tôi sẽ đưa đến cho anh em phần 2 của câu chuyện hành trình nhân vật chính gánh tìm. Với tâm điểm của video lần này sẽ xoay quanh cuộc chiến khốc liệt chống lại kẻ hủy diệt các thế giới và quá trình thông não chi thuật Ren hư thành Ren ngoan của nhóm Nao. Ở cuối video trước, nhóm Naofumi đã phải chống lại một kẻ lạ mặt có ý định giết anh hùng Khiên. Xin đã giúp cho Naofumi tiêu diệt hắn, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đây. Anh em đừng quên là trên thế giới có những kẻ có khả năng chuyển sinh giống như Kyo. Giờ chúng ta cùng đến với diễn biến đầu tiên của ngày hôm nay. Một, diệt quái, luyện level và đi săn cướp. Đã một tuần trôi qua kể từ cuộc phục kích của kẻ lạ mặt kia, Naofumi lo lắng về việc các thánh anh hùng khác cũng sẽ bị kẻ thù tương tự nhắm vào mục tiêu. Đang suy nghĩ thì Eclair và Risha trở về làng để trải nghiệm thực chiến với phong cách Hengen Musou sau một số buổi tập luyện với bà. Hiện nay, ngày càng nhiều quái vật nguy hiểm xuất hiện trong khu vực và Melty cũng yêu cầu Naofumi giải quyết những tên cướp hiện đang hoạt động tích cực trong lãnh thổ của cậu. Danh tính tiền trùng của chúng vẫn còn là một ẩn số. Do vậy, Naofumi quyết định tiện một công, mấy việc, vừa đi diệt quái, vừa luyện level, vừa đi săn bọn cướp. Chuyến đi này sẽ bao gồm Raftalia, Philo, Eclair, Risha, Atla, Pho và Rafchan. Thông qua việc chiến đấu với quái vật, Risha và Eclair đã thể hiện những tiến bộ của mình sau quá trình rèn luyện Hengen Musou. Và Atla bất ngờ sâu diễn tài năng trong phong cách chiến đấu tay không. Họ tiếp tục dọn dẹp lũ quái vật và Risha đã lên 2 level, với tất cả các chỉ số đều tăng vọt. Có thể thấy rõ tốc độ tăng trưởng của Risha sẽ thay đổi đáng kể sau khi level cô chạm tới 71, đi kèm với đó là những khả năng mới sẽ bắt đầu được đánh thức. 2. Truy bắt Ren vào cuộc đối đầu lần 2 với kẻ thù lạ mặt. Xong việc với lũ quái vật, Naofumi quyết định truy lùng bọn cướp. Cậu chia mọi người thành từng cặp dựa trên việc ai sẽ hòa hợp hoặc bổ sung tốt cho nhau. Từ đó ta có các cặp Pho và Atla, Raftalia và Eclair, Philo và Risha, cuối cùng là Naofumi và Rafchan. Dựa trên những gì đã biết về trùng cướp, kẻ chuyên tấn công người khác khi họ đang một mình. Naofumi quyết định bắt cặp với Rafchan để trông nhìn thể cậu đang cô độc và đợi xem liệu con mồi của cậu có cắn câu hay không. Nếu có nguy hiểm, Rafchan sẽ thông báo cho Raftalia biết. Chia tay mọi người, Naofumi đi xuống con đường núi với Rafchan và cậu đã bị phục kích bởi Ren. Hóa ra Ren chính là tên trùm của bọn cướp. Lần này Ren có thể làm Naofumi bị thương bằng một skill tương tự như Iron Maiden của Khiên Phẫn Nộ. Raftalia được Rafchan cảnh báo đã đến hiện trường để giúp đỡ, nhưng Ren một lần nữa bỏ chạy. Cuối cùng, nhóm Naofumi đã tìm ra nơi ẩn náu của bọn cướp nhưng không tìm thấy Ren. Một trong những tên cướp bị bắt tiết lộ rằng chúng đã được Ren giải cứu khỏi xe áp giải tội phạm một tuần trước đó. Naofumi giờ ưu tiên việc bắt Ren lên hàng đầu và thảo luận cùng nhóm về Curse Series của Ren để lên kế hoạch đối phó. Dựa trên hành vi của Ren, họ phán đoán Curse Series của cậu ta sẽ thuộc trong số các đại tội là tham lam, háu ăn, hư vinh hoặc tự mãn. Naofumi sau đó gọi cho Shin và nhờ cô giúp đỡ để bắt Ren. Shin đồng ý và đi tìm Ren, nhưng ngay lập tức quay trở lại và chỉ vào một hướng. Đứng ở hướng đó chính là người đàn ông cô đã giết tuần trước cùng với một người bạn của hắn ta. Tên đàn ông mà Shin đã giết tạm được gọi là người đàn ông nhỏ, người còn lại là người đàn ông lớn. Hai kẻ thù này đang săn tìm các thánh anh hùng, mục tiêu dự định của chúng là Ren, nhưng cuối cùng lại gặp Naofumi trước. Nhận thức được sự chênh lệch về sức mạnh, Atla ra hiệu cho Pho đừng lao đến chỗ địch, bởi việc họ tham gia chỉ tổ làm vướng chân Naofumi mà thôi. Naofumi hỏi kẻ thù rằng mục tiêu của chúng là gì và chúng giải thích về phần thưởng cho việc phá hủy một thế giới. Từ biểu hiện quyết tâm trên khuôn mặt của Shin, có thể phán đoán rằng chính những kẻ này đã phá hủy thế giới của cô ấy. Naofumi suy ngẫm về cơ chế hồi sinh trong một game để lập kế hoạch phá vỡ vòng lặp hồi sinh của kẻ thù. Cuộc chiến bắt đầu với ưu thế thuộc về kẻ thù, mặc dù nhóm Naofumi áp đảo về số lượng. Nhóm Naofumi chia thành hai đội hình để đối phó. Một bên gồm Naofumi, Raftalia và Eclair đối phó với người đàn ông nhỏ, Philo, Risha giúp Shin đối phó với người đàn ông lớn. Về phía người đàn ông nhỏ, mặc dù bị tên này gây khó khăn lúc đầu, nhưng bằng khả năng phòng thủ vững chãi của Naofumi và kỹ thuật tấn công của Raftalia cùng với Eclair, họ đã gây được ít nhiều sát thương cho đối thủ. Và về phía người đàn ông lớn, rút kinh nghiệm từ sai lầm trước đây của mình, lần này người đàn ông nhỏ không sử dụng vô hiệu hỗ trợ lên Philo nữa. Thêm vào đó, người đàn ông lớn sử dụng một kết giới để hấp thụ các đòn tấn công. Bằng một chiến thuật khá thông minh của Philo, kết giới đã bị hở một lỗ đủ lớn để Risha có thể ném con dao của mình vào hắn ta. Khi cuộc chiến kéo dài, kẻ thù cố gắng bỏ chạy, lợi dụng khe hở kết giới do Philo tạo ra, một combo phối hợp tấn công của cả nhóm được hình thành. Tất cả liên tục thực hiện các cuộc tấn công xuyên qua kết giới và đã gây ra được một số đòn đánh lên kẻ thù. Tuy nhiên, kẻ thù vẫn chạy thoát thành công. 3. Ren và Moto Yasu xuất hiện, Eclair giúp Ren tỉnh ngộ. Sau cuộc chiến, Atla và Pho trở lại với nhóm. Biết được kẻ thù của họ đẳng cấp như thế nào, Atla quyết tâm cùng Pho sẽ cố gắng hết sức để trở nên mạnh mẽ hơn. Ưu tiên lúc này là đảm bảo an toàn cho các thánh anh hùng. Sau đó tìm ra cách kẻ thù hồi sinh để có thể kết liễu chúng vĩnh viễn. Do vậy, Naofumi để Shin tiếp tục nhiệm vụ tìm và đưa Ren về. Thế nhưng, ngay khi mọi thứ dường như đã lắng xuống, một sự hiện diện khác lại đang đến gần họ. Sự hiện diện gần đó hóa ra là cuộc chiến giữa Ren và Moto Yasu.
người đang cố gắng giúp Naofumi bắt Ren. Skill của Motoyasu vô tình ảnh hưởng đến nhóm của Naofumi, khiến một vài người có những phản ứng kỳ lạ, hay nói thẳng toẹt ra là bị Motoyasu mê hoặc. Naofumi cũng bị dính phải hiệu ứng nhưng rất may, lý trí của cậu đã chiến thắng nó. Philo vì không chịu được nên đã bỏ chạy đi xa cùng với Rapchan. Skill này có tên là Temptation, nó cũng khiến Ren không thể kích hoạt kiếm dịch chuyển của mình để chạy thoát. Tức giận trên những lời xúc phạm của Naofumi, Ren lao lên tấn công. Tuy nhiên cậu ta đột ngột chuyển mục tiêu từ Naofumi sang Rishia, có thể vì nghĩ cô là người yếu nhất. Rất tiếc, Rishia này không phải là Rishia mà Ren từng biết, đến Naofumi còn ngạc nhiên về cô ấy nữa là Ren. Do vậy, cô tấn công vào Rishia đã không thành công. Call an ambulance, but not for me. Motoyasu định lao lên giết Ren nhưng Naofumi đã ngăn lại. Ren sau đó sử dụng Curse Series của mình để đả thương Naofumi. Giữa trận chiến, vũ khí Curse Series của Ren dường như đã phát triển sang một giai đoạn mới và cho phép cậu ta sử dụng một skill mới là Go Rebellion, tương đương với Blood Sacrifice của Naofumi. Với Go Rebellion, Ren triệu hồi một khối lượng lớn vàng châu báu trong không khí, từ từ tập hợp lại thành một tác phẩm điêu khắc bằng vàng đầy nham hiểm và loè loẹt để lao lên nghiền nát đối thủ. Naofumi cố gắng đỡ lấy pho tượng và ra lệnh cho Raptalia, hiểu ý chủ nhân, cô phóng về phía nó chém cho nó nứt ra rồi vỡ vụn. Cân nhắc rằng thế giới sẽ gặp nguy hiểm đến mức nào nếu Ren bỏ trốn lần thứ 3 và bị giết bởi kẻ hủy diệt thế giới, Naofumi giao cho Shin nhiệm vụ giữ cho Ren không thể sử dụng bất kỳ skill nào, sau đó những người còn lại trong nhóm sẽ đánh cậu ta bất tỉnh rồi đem cậu ta đi. Sau tất cả, nếu Ren vẫn nổi loạn thì ở đoạn này trong light novel, Naofumi bỏ lửng vế sau, nhưng có vẻ như ai cũng hiểu ý cậu muốn nói gì. Dựa theo suy nghĩ của Naofumi ngày trước đó thì tôi suy đoán, câu đầy đủ ở đây là nếu Ren vẫn nổi loạn thì tôi có thể sẽ phải dùng đến những biện pháp cực đoan nhất, kể cả chặt tay chân của cậu ta và nhốt cậu ta ở một nơi nào đó, miễn cậu ta không chết là được. Nghe hơi ghê nhưng kẻ thù vốn tàn nhẫn nên buộc cậu cũng phải quyết đoán để bảo vệ thế giới của những người mà cậu trân trọng. Tuy nhiên, Eclair chưa muốn bỏ cuộc, con nước thì còn tát, cô vẫn muốn tìm thử một cách khác để lai chuyển Ren. Do vậy, cô xin Naofumi cho phép mình đấu với Ren. Naofumi miễn cưỡng đồng ý với điều kiện là Eclair phải để cậu sử dụng ma pháp hỗ trợ lên cô. Vì dù sao Ren cũng là một anh hùng huyền thoại, cô muốn đảm bảo trận đấu giữa cả hai phải công bằng. Eclair nhận được một buff Wave Aura từ Naofumi. Sau đó cô bước tới trước mặt Ren và thách đấu. Cuộc đấu kéo dài và đi đến bế tắc khi Ren không thể đánh trúng Eclair và các đòn tấn công của Eclair thì không đủ mạnh để dứt điểm. Ngay cả khi Ren sử dụng một skill chết người từ Curse Series, Eclair vẫn dễ dàng né được nó. Eclair nói với Ren về những gì cậu đang thực sự muốn và cách cậu có thể trả ơn những người bạn đã khuất của mình. Mặc dù rất xúc động trước những lời nói của Eclair, Ren vẫn nổi khùng và không ngừng tấn công cô. Cuối cùng, Eclair đã sử dụng băng kích Dalton, một kiếm kỹ của trường phái Hengen Musou và hạ được một đòn hiệu quả lên Ren. Thực ra, uy lực của nó không đủ mạnh để làm Ren chịu quá nhiều thiệt hại, nhưng dưới những lời nói chí mạng của Eclair thì Ren đã gục ngã. Naofumi thấy kiểu thất bại này của Ren cứ như mấy anime vậy. Bị thông não chi thuật xong thì chả cần ai đánh cũng tự thua. Cũng vì vậy mà cậu chiêu đòn đó của Eclair là đòn công kích tinh thần. 4. Sự bá đạo bất ngờ của Motoyasu. Ren gục trên mặt đất và khóc, vũ khí bị nguyền rủa của cậu đã trở lại thành một thanh kiếm bình thường. Tưởng đến đây anh em ta sẽ có một cảnh mùi mẫn kéo dài chút nhưng không. Giây phút bình thường ngắn ngủi đã bị phá vỡ bởi bộ đôi hủy diệt thế giới mới chạy trốn trước đó đã xuất hiện trở lại. Chúng cố gắng giết cả Motoyasu và Ren. Naofumi và cả nhóm đã cố gắng cứu họ, nhưng Motoyasu đã tự mình hạ gục cả hai kẻ thù một cách dễ dàng. Hóa ra là Motoyasu đã nghe theo lời khuyên tăng sức mạnh vũ khí của Naofumi và mạnh lên đáng kể. Khả năng cao là anh ta đã nâng cấp rất nhiều vào vũ khí Curse Series. Ngay khi cuộc chiến kết thúc, Motoyasu lấy xe ngựa của Philo và lại chạy đi mất. Philo đuổi theo Motoyasu với đôi má phồng lên và đôi mắt giận dữ. Khi Philo chạy ngang qua Naofumi, Rapchan đã nhảy xuống khỏi cô bé và nhảy lên vai cậu. Nhờ Rapchan, Naofumi có thể nhìn thấy linh hồn của hai kẻ thù hiện đang bị mắc kẹt trong khu vực này do ảnh hưởng từ các hiệu ứng của vũ khí Curse Series. Nó gợi cho cậu nhớ đến cách từng dùng để phá hủy linh hồn của Kyo. Do vậy, Naofumi ra lệnh cho Raptalia tấn công các linh hồn bằng Spirit Blade và thế là vấn đề vòng lặp hồi sinh của kẻ thù đã được giải quyết. Sau đó, nhóm Naofumi đợi Philo quay lại và cùng trở về làng. Nói về Philo thì cô bé đã đuổi theo Motoyasu nhưng đã hết hơi trước khi có thể đuổi kịp anh ta. Tuy nhiên, điều đáng mừng ở đây là Motoyasu đã mạnh hơn xưa, tức là anh ta sẽ không dễ chết. Vậy nên tạm thời Naofumi sẽ không cần phải lo lắng cho tính mạng của anh chàng này. 5. Sự hối lỗi của Ren. Naofumi đưa Ren đang bất tỉnh về làng. Khi thức dậy và bị Naofumi mắng mỏ, Ren vẫn bình tĩnh và lắng nghe. Sau đó Ren nói với Naofumi về việc Witch đã phản bội cậu và đánh cắp tài sản của cậu như thế nào. Cậu cũng kể về cách mình đã rơi vào lời nguyền của vũ khí Curse Series và thành lập băng nhóm cướp. Nhận thức được sai lầm của mình, Ren xin lỗi Naofumi. Ren cũng đồng ý sẽ cố gắng hết sức để làm theo lời khuyên của Naofumi và trở nên mạnh mẽ hơn. Một Ren tự cao ngất ngưởng, giờ đây lại chịu cúi đầu xin lỗi và tỏ ra thực sự hối hận. Điều này khiến Naofumi cảm thấy đã đến lúc mình nên tha thứ cho cậu ta. Naofumi dự đoán Witch sẽ đi đâu và theo kiểu của ả, rất có thể ả đã đến chỗ Itsuki. Tiếp đó Ren và Eclair đã có một cuộc đối thoại thân thiện với nhau, cả hai bắt tay nhau như những người bạn tốt. Giờ đây với việc sức mạnh Motoyasu được cải thiện và Ren được đảm bảo an toàn,
lực lượng để chống lại làn sóng đang tăng dần đều. Ấn tượng với sự tiến bộ của Eclair và Richia trong các trận chiến vừa qua, Naofumi quyết định đưa thêm công việc tập luyện vào trong lịch trình hàng ngày của mình và Raptalia. Video phần 2 tới đây là kết thúc. Vì anh Khiên còn chưa thông não được thương vào cung, nên câu chuyện của chúng ta vẫn còn rất dài và dài nhiều phần nữa. Sang phần 3, chúng ta sẽ được làm quen với một nhân vật mới, Ma Long, một Long Đế. Nghe là đã thấy ngầu rồi đúng không? Hoàng đế rồng cơ mà bộ nào anh em kêu ỉ kêu ôi đợi mãi không thấy mền có combat. Chứ riêng bộ này tôi đảm bảo tập khỉ nào cũng đánh nhau gay cấn luôn anh em, phải lên nóc nhà bắt con gà luôn. Bao uy tín là phần 3 cũng cực kỳ hấp dẫn, anh em nhớ đừng bỏ qua đấy nhá. Giờ thì bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở phần sau.